Đây là cái bộ nhà năng lượng mặt trời nhé, cái tấm pin này. Đấy, cái tấm pin 440. Đây một cái chân bắt này. Này dây này. Đây là cái tấm pin. Điều khiển nhé. Đây là vít mở này. Đây là bóng đèn. Đấy, bóng đèn này. Bóng đèn cầm cũng khá là chắc tay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 40 led. Đây là 40 bóng led. Mình test luôn sang nhà nhé.